Kính thưa toàn thể quý vị, lượng mưa phổ biến từ đêm qua cho đến sáng nay phổ biến sẽ là từ 10 cho đến là 30 mm, và một số nơi ở Tây Bắc Bộ thì còn trên 50 mm. Ở vùng núi thì vẫn cần phải cảnh giác với cả lũ quét và sạt lở đất, bởi lúc này thì liên kết đất đá ở các sườn đồi núi đã yếu đi, mưa xuống dù không quá lớn nhưng cũng có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất. Còn với miền Trung thì sau một ngày dịu nóng, từ hôm nay nhiệt độ sẽ lại tăng cao. Ở Thanh Hóa sẽ là 34 độ, còn từ Vinh, Đồng Hới, Huế xuống đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tuy Hòa, Đồng Hới sẽ là từ 35 cho đến 36 độ. Chỉ riêng có Nha Trang, Phan Thiết là 32 độ. Còn tại Tây Nguyên thì dự báo chiều tối nay chỉ có mưa vài nơi như là ở Đà Lạt, còn tại Kon Tum, Pleiku và Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa trời nắng cả ngày với mức nhiệt phổ biến sẽ là từ 30 cho đến 32 độ, trời nóng. Còn với Nam Bộ thì vào chiều tối nay có nhiều điểm mưa hơn, tuy nhiên thì cũng chỉ vài nơi có mưa vừa và mưa to. Còn trong buổi sáng và trưa thì trời sẽ nắng mạnh và oi nóng. Nhiệt độ cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các nơi khác phổ biến sẽ là từ 32 cho đến 34 độ. Mưa sau một ngày nắng mạnh thì quý vị cần phải đề phòng với nguy cơ xảy ra cả sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Toàn khu vực từ Nghệ An cho đến Phú Yên trong ngày hôm nay thì nhiệt độ cũng sẽ tăng trở lại và cao nhất phổ biến sẽ là từ 35 cho đến 36 độ, có nơi là trên 37 độ. Cảnh báo thì càng về cuối tuần thì nắng nóng ở Trung Bộ sẽ càng gia tăng mức độ. Nhiệt độ trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì có thể lên tới mức nắng nóng gay gắt, tức là đạt mức 38 độ. Thời tiết nắng nóng thì nhu cầu tắm biển ở các bãi biển, bể bơi hay là sông hồ cũng tăng lên, mà hiện tại thì các em học sinh đang được nghỉ hè. Và để tránh những tai nạn đuối nước đáng tiếc thì quý vị cần phải giám sát trẻ, cho trẻ mặc áo phao khi tắm và không đến những khu vực nước sâu và đã có biển cấm. Còn với khu vực Bắc Bộ thì trong ngày hôm nay mưa cũng sẽ giảm nhanh, nhiều nơi hửng nắng như là ở Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nội, Ninh Bình. Không khí oi bức với mức nhiệt cao nhất toàn miền phổ biến sẽ là từ 30 cho đến 33 độ, riêng có Sơn La là 28 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì từ sáng cho đến chiều nay trời nắng, ở Kon Tum, Pleiku và Buôn Ma Thuột có mức nhiệt là 30 đến 32 độ, còn với Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ, Cà Mau nóng hơn 33 đến 34 độ. Về chiều tối thì có mưa dông ở vài nơi, cảnh báo có điểm mưa to kèm theo cả lốc sét và gió giật mạnh. Sẽ được chuyển sang thời tiết biển. Dự báo trong ngày hôm nay ở Vịnh Bắc Bộ cảnh báo có mưa dông kèm theo cả lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh. Đây cũng là cảnh báo đưa ra cho vùng biển huyện đảo Trường Sa. Tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Còn với khu vực huyện đảo Hoàng Sa thì có mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa vẫn trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam là cấp 4. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại với trường quay Thành phố Hồ Chí Minh.